Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Huy Mặt Trời. Vâng, hôm nay công ty chúng tôi lại có mặt tại nhà anh Tuấn tại xã Tân Tiến, Đạo Đức, xã Đạo Đức của huyện Vị Xuyên. Hôm nay tôi có chương trình lắp đặt cho anh Tuấn phóng năng lượng mặt trời và chiếc camera rất là hay về ánh sáng và đồng thời là về an ninh cho nhà anh Tuấn đây. Và sau đây tôi sẽ review cho các bạn thấy xem tôi lắp chiếc bóng như thế nào, những camera ra sao, có tuyệt vời hay không. Và sau đây tôi cũng mong muốn rằng là ở Tân Tiến, xã Đạo Đức của Vị Xuyên này, ai có nhu cầu về năng lượng mặt trời hay là những camera an ninh hay là những nhà thông minh rất tuyệt vời, hãy hỏi cho tôi, tôi có những giải pháp và có những sản phẩm tốt nhất cho các bạn. Và bây giờ chúng tôi sẽ dẫn các bạn đến xem sản phẩm của tôi. Xin mời. Chúng tôi lại có mặt tại Đạo Đức các bạn ạ. Hôm nay chúng tôi lắp một bóng năng lượng mặt trời và một camera. Chúng tôi có nhiệm vụ là lắp camera và quan sát hết khu vực này cho nhà anh Tuấn ở khu Tân Tiến, Đạo Đức. Và chiếc bóng mặt trời, năng lượng mặt trời là làm sao cho sáng cả khu sân này lên, buổi tối sáng để chúng ta dễ bề đi lại, thuận tiện trong cuộc sống. Ở khu Tân Tiến, Đạo Đức này, ai có nhu cầu lắp năng lượng mặt trời thì hãy gọi cho chúng tôi nhé. Số điện thoại của chúng tôi để bên dưới. Wow, các bạn có thấy cảnh vật ở đây có đẹp không ạ? Quá là đẹp. Ở cái hồ nuôi cá này cộng thêm mới nuôi vịt này mà có một ít bóng năng lượng mặt trời vào buổi tối thì rất là tuyệt vời các bạn ạ. Tôi đang thiết kế chiếc bóng. Cảnh vật thật đẹp các bạn ạ. Vậy là chúng tôi đã lắp xong chiếc bóng các bạn ạ. Các bạn có thấy đẹp không ạ? Quá đẹp luôn. Các bạn có thấy sáng không ạ? Chưa sáng, tại vì tôi đã bật đâu. Wow. Bây giờ chúng tôi đang bắt đầu lắp chiếc camera. Và đang cài đặt phần mềm. Tôi đã lắp xong rồi các bạn ạ. Các bạn có thấy tuyệt vời không ạ? Và chương trình của tôi là hôm nay lắp một chiếc bóng và một chiếc camera ở nhà anh Tuấn ở đây, khu Tân Tiến, Đạo Đức. Các bạn thấy có hay không ạ? Vậy tôi sẽ dẫn các bạn vào xem là chiếc camera của tôi sẽ lắp như thế nào. Và chương trình của chúng tôi là về camera, năng lượng mặt trời, nhà thông minh và rất nhiều các dịch vụ khác nữa. Nếu ai có nhu cầu về các sản phẩm của công ty chúng tôi thì hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại bên dưới. Tôi sẽ lắp đặt và chúng tôi sẽ có những giải pháp, những biện pháp làm sao mà đưa cho các bạn những bóng năng lượng mặt trời và những camera an ninh chống trộm rất tốt, rất tuyệt vời cho gia đình. Và video của chúng tôi đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Và các bạn thấy hay thì hãy like và chia sẻ và đăng ký kênh cho chúng tôi, thì chúng tôi có những chiếc bóng năng lượng, chiếc camera để giám sát và an toàn cho an toàn cho gia đình bạn. Các bạn hãy theo dõi video tiếp theo. Bye bye. Vâng, đây là camera tôi đã lắp xong.